Hưởng ứng cuộc thi cơ quan đơn vị khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện 30 tháng 8 năm 1982, 30 tháng 8 năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh phát động. Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá chi tiết cụ thể từng hạng mục công việc về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng khu phố, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Qua đó nhằm tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cuộc thi đảm bảo một cách phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, và người hưởng lợi từ cuộc thi đó chính là người dân. Tại khu phố Trùng với 126 hộ dân sinh sống theo tuyến tỉnh lộ 530 có 4 cụm dân cư tách biệt, hơn 2 km đường ngõ ngách để xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ban lãnh đạo khu phố đã đưa ra nhiệm vụ xây dựng các tuyến đường ngõ ngách, cổng nhà sáng, sạch và cùng nhân dân bàn bạc đi đến thống nhất, đóng góp mỗi hộ 450.000 đồng với tổng số tiền gần 60 triệu đồng để mua thiết bị, dây điện, bóng điện thắp sáng, lắp đặt trước cổng từng hộ dân và khu trung tâm nhà văn hóa. Cùng với đó là mua thùng đựng rác để trao cho từng hộ gia đình nhằm phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị trấn Lang Chánh tổ chức cái cuộc hội thi về sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Về đối với khu phố đã nhận được kế hoạch về triển khai ra hội nghị nhân dân, tổ chức vận động toàn thể nhân dân là trước hết đầu tiên làm công tác vệ sinh môi trường. Thứ nhất là về phần sáng thì mỗi một hộ một bóng điện đường, điện đường và một thùng đựng rác. Và về phần là các hộ tự nguyện đóng góp mỗi một hộ 450.000 đồng trên một hộ. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, hưởng ứng cuộc thi khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn do huyện phát động, bà con nhân dân khu phố Trùng đang hăng hái, nô nức thi đua làm sạch ngõ, sạch nhà, sạch vườn. Tất cả đều rất vui mừng phấn khởi trong tâm thế lập thành tích hướng về sự kiện trọng đại của huyện nhà sau 40 năm tái lập và đổi mới. Như bản thân tôi thì được nghe chủ khu phố tuyên truyền về cái sáng xanh sạch đẹp thì chúng tôi rất vui mừng. Thì được một nhà thì cũng hơn 400 thì mua bóng điện với là mua thùng rác để bỏ để phân loại rác. Và buổi tối thì đường làng ngõ xóm thì sáng. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Lang Chánh, cứ mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, toàn bộ cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan đã triển khai thi đua lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên công sở, phòng làm việc, trồng hoa, cây cảnh. Mỗi cán bộ công chức, người lao động sẽ được phân công, giao việc cụ thể, phụ trách từng bồn hoa và trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc để đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện sẽ nhận được thành quả lao động của mình. Đó là xây dựng các bồn hoa đẹp, công sở sáng, xanh và an toàn. Đây cũng được xem là tiêu chí thi đua của mỗi cán bộ công chức trong cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn. Thì đối với thị trấn, chúng tôi đã lựa chọn đó là công sở Ủy ban thị trấn tham gia thi với các cơ quan trên địa bàn huyện và lựa chọn khu phố trưởng ban 2 là đại diện cho khu phố để tham gia với các thôn bản của các đơn vị, các xã trong dịp này. Và tại thời điểm này thì đối với các đơn vị, chúng tôi đã triển khai là quán triệt và thi tất cả các khu phố chấm điểm và trao giải. Và hiện nay các khu phố và các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các khu phố đã tổ chức xuống triển khai đối với các khu phố và bà con nhân dân đã hưởng ứng. Và bên cạnh đó chúng tôi tập trung cái chỉ tiêu đó là cái tiêu chí môi trường để chúng tôi thực hiện cái sáng xanh sạch đẹp đến từng ngõ, từng hộ. Và hiện nay chúng ta đã triển khai quyết liệt ở khu phố Trần Ban 2, khu phố Trùng và trong đó cái khu phố Kiệu Mẫu, khu phố Giáng chúng tôi tiếp tục nâng cao và chỉnh trang thêm một số cái khuôn viên các hộ để chúng tôi tiếp tục để mà làm cái mô hình để cho các khu phố khác để học tập. Cuộc thi xây dựng cơ quan công sở khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện 30 tháng 8 năm 1982, 30 tháng 8 năm 2022 đang lan tỏa rộng khắp, không những tại các cơ quan đơn vị, khu phố mà toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn đã cùng tham gia hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng thị trấn Lang Chánh ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt và sớm trở thành thị trấn kiểu mẫu,
xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Lang Chánh.